Ngày 8 tháng 1 tới đây thì Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội sẽ đưa ra xét xử sơ thẩm cựu Ủy viên Bộ Chính trị ông Đinh La Thăng trong vụ án cố ý làm trái và tham ô tài sản tại Tập đoàn Dầu khí Việt Nam PVN và công ty con PVC. Mời quý vị cùng nhìn lại việc cố ý làm trái và tham ô tài sản của ông Đinh La Thăng theo cáo buộc của cáo trạng. Tháng 6 năm 2010, ông Đinh La Thăng với tư cách chủ tịch PVN ký nghị quyết giao cho PVC thực hiện gói thầu EPC dự án nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 theo hình thức chỉ định thầu. Ông Thăng chỉ đạo cấp dưới tạm ứng hơn 6,6 triệu đô la Mỹ và hơn 1.312 tỷ đồng cho PVC. Các lãnh đạo PVC lúc đó đã sử dụng hơn 1.115 tỷ đồng sai mục đích, gây thiệt hại cho nhà nước hơn 119 tỷ đồng. Ngày 8 tháng 1 năm 2016, 8 cựu lãnh đạo PVC bị đưa ra xét xử với tội danh cố ý làm trái và tham ô tài sản. Ngày 8 tháng 12 năm 2017, ông Đinh La Thăng bị khởi tố và bắt tạm giam. Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đề nghị cơ quan xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt theo luật. Ông Thăng bị truy tố theo khoản 3, điều 165 với khung hình phạt từ 10 đến cao nhất là 20 năm tù.